Nam mô tát sa phà ga van to arahan to sam ma sam bun ha sa Nam mô tát sa phà ga van to arahan to sam ma sam bun ha sa Nam mô tát sa phà ga van to arahan to sam ma sam Mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, thọ lãnh quả thiện ác. Ác nghiệp sanh địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau là hậu cứu cho người. Kính thưa bà con, hôm nay chúng ta sẽ học đến cái kệ ngôn số 79. Kệ ngôn này nó xuất phát từ cái tích một đức vua cùng hoàng hậu và triều thần nghe tin Tam Bảo xuất hiện trên thế gian. Thời đức vua, hoàng hậu cùng triều thần ấy bỏ cái ngai vàng, cái địa vị của mình, cái sự nghiệp, cái tài sản, cái dòng tộc, dòng họ, gia đình của mình mà đi xuất gia. Thì trên đường đi xuất gia thì họ đi qua rất là nhiều cái địa phương, có nghĩa là cái xứ sở của họ mà đi đến chỗ nơi Thế Tôn đang ngự đó thì rất là xa. Thì trong đó nó có những cái tình tiết đi, rồi cuối cùng thì gặp được Đức Phật. Đức Phật cũng đón họ. Và Đức Vua, Hoàng Hậu cùng triều thần ấy được xuất gia làm tỳ khưu ni trong giáo pháp của Đức Phật. Đó. Cái tích này nó có nhiều cái đoạn rất là ly kỳ, nó có những cái đoạn không cần thiết, sẽ gợt bớt có phần nào mà nên đọc cho bà con nghe, cái phần nào không cần thiết thì thôi không cần đọc. Thì như vậy cái chuyện là như thế mới dẫn đến cái bài kệ 79 này. Nghĩa là Đức Thế Tôn khi mà muốn thốt ra Phật ngôn thì mới có nhân duyên cớ sự nào đó ngài mới thốt ra. Nhờ vậy chúng ta có được cái tích và cái kệ số 79. Rồi nói sơ cái đại cương như thế, rồi bây giờ sư sẽ đọc cho bà con nghe. Trước tiên là đọc cái kệ ngôn số 79 bằng Pali. Kệ ngôn số 79 bằng Pali là như thế này: Dhamma bi ti sukh khang se ti quyết ba san ne na che ta sa ariya ba ve di te dhamme sa da ramati ban di to. Nghĩa là pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Bên kệ bên đây là các pháp hỷ thảnh thơi với tâm tư thuần khiết, nghe pháp thánh nhân thuyết, người trí mãi vui chơi. Nghe cái gọi là vui chơi đó nó hơi kỳ kỳ á, nhưng mà làm sao mình đã tự chỉnh ở trong tâm mình thôi ha. Chứ còn cái kệ bên đây thì sắc đáng hơn, phải không bà con? Người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Rồi sẽ đọc vào cái sơ khởi của cái tích này. Kệ phúc cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại Chetavana Vihara đã đề cập đến đại đức Maha Kapina. Đây là một đức vua sau này thành vị tỳ khưu có danh cái pháp danh là Maha Kapina. Và đây là sự tích kể theo thứ lớp.
diễn kể rằng từ thời quá khứ, Đại Đức Maha Kappina đã từng cúng dường rồi phát nguyện với chân Đức Phật Tổ Padmottara. Trong một thời gian phiêu lưu trong vòng luân hồi, có kiếp Đại Đức tái sanh vào gia tộc ông trưởng đoàn thợ dệt. Trong một khu phố dệt cách thành Varanasi không bao xa, vào thời ấy có 1.000 vị độc giác Phật. Đức Phật độc giác là các ngài mà xuất hiện là rất là nhiều nha bà con. Trong thời kỳ không có Đức Phật chánh giác, các ngài xuất hiện nhiều lắm. Cái là thuận lợi là các ngài xuất hiện, các ngài tu thành độc giác. Thành ra là có lúc thì tập hợp còn nhiều vị như vậy đó, không có lạ đâu. Nó bà con muốn rõ hơn thì đọc lại bài trong chánh tạng, là gọi là bài kinh, gọi là nói đến cái nơi mà chư thiên đọa xứ đó. Chỗ đó là chỗ những cái vị độc giác rất nhiều. Rồi tiếp, sau khi trú ở miền tuyết sơn đã 8 tháng, các ngài đến thành Varanasi để tìm nơi an cư trong 4 tháng mùa mưa. Các ngài dừng chân tại một địa điểm cách thành Varanasi không xa. Cứ 8 vị đi yết kiến quốc vương để xin nhân công đến và xây các chỗ ngụ cho các ngài. Vậy là đức vua này cũng gọi là Phật tử đó, có tính tâm, thì các ngài mới đi nhờ công nhân. Bấy giờ nhằm lúc đức vua đang bận tổ chức cuộc lễ giao mạ, khi nghe quan hầu báo tin có chư Phật độc giác ngự đến, quốc vương lâm triều và phán hỏi cho rõ mục đích của cuộc tiếp xúc này. Bạch chư đại đức, trẫm không thể chuẩn nhận lời xin của chư đại đức, bởi vì sáng mai trẫm sẽ cử hành cuộc lễ gieo mạ kéo dài cả 3 ngày đêm liền. Phán rồi, quốc vương trở vào hoàng cung, không mời thỉnh chư Phật độc giác để cúng dường vật thực chi cả. Các ngài đành ra khỏi thành, tính thầm chúng ta sẽ đến một làng khác. Thì đây nói đức vua đang bận việc gì, làm lễ hạ điền. Ở trong này nói lễ gieo mạ cho thật sự lễ hạ điền đó bà con. Thì vua chúa hồi xưa mỗi năm người ta ra ngoài ruộng, người ta làm sơ thôi, giống như là làm cho có lễ vậy đó, rồi dân chúng làm đấy, là lễ hạ điền 3 ngày. Cho nên là không có nhận lời để mà giúp đức chư Phật độc giác được. Thì ngay trong lúc ấy, bà vợ có ông trưởng đoàn thợ dệt đang đi vào thành Varanasi vì một chút việc cần, gặp chư Phật độc giác. Bà đảnh lễ xong, bà bạch hỏi: bạch chư đại đức, sao các ngài đến trễ quá vậy? Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, người nữ có đầy đủ đức tin và trí tuệ này mới thỉnh cầu rằng: kính bạch chư đại đức, con xin thỉnh các ngài sáng mai đến thọ bát tại nhà con. Này cô, chư tăng chúng tôi đông lắm. Kính bạch chư đại đức, các ngài có tất cả là bao nhiêu vị? Thì các vị trả lời là độ khoảng 1.000 vị. Kính bạch chư đại đức, trong làng có cả 1.000 gia tộc, mỗi nhà sẽ lo để bác một vị. Chẳng ngày là không vấn đề gì phải không? Các ngài hãy nhận thọ bát trước, rồi con sẽ lo liệu việc các liêu cáo chỗ ngụ để cúng dường đến các ngài. Chư Phật độc giác bèn nhận lời. Bà tín nữ đi vào làng, cất tiếng kêu gọi rằng: tôi đã gặp độ 1.000 vị độc giác Phật và đã cung thỉnh các ngài. Vậy quý vị hãy lo sắp đặt chỗ ngồi, nấu cơm cháo rồi sẵn sàng, vân vân. Sau đó dựng lên một cái trại ở ngay giữa làng, trải ló tọa cụ đàng hoàng, và qua ngày mai họ thỉnh chư Phật độc giác an tọa, rồi dâng cúng vật thực. Sau khi các ngài dùng xong bữa, bà tín nữ dắt tất cả nữ nhân trong làng cùng đi với mình đến đảnh lễ chư Phật độc giác và thỉnh các ngài chấp nhận ở lại nơi đó an cư 3 tháng mùa mưa.
Kế đó bà tín nữ vào làng cất tiếng kêu gọi rằng: Này chư vị, mỗi nhà hãy đơn cử một người nam đem theo gì? Búa, rìu vào rừng đốn cây làm vật liệu mang về đằng kiến tạo cái chỗ ngủ cho chư vị để đất ấy. Thì dân chúng trong làng á, theo lời của bà tín nữ thì mỗi người đưa công cán rồi ra làm chỗ ở cho các ngài. Rồi cái này cho qua lại lại ăn siêu đi. Sau khi mãn mùa an cư cho độc giác, tụng kinh chúc phúc cho các thí chủ xong rồi thì từ giả mà ra đi. Còn dân chúng trong làng nhờ tạo phước này, đến khi chết siêu sanh lên cõi trời đau lợi, mệnh danh là thiên chúng Gana Đề Qua Bút Tá, là hưởng lộc trời. Rồi bây giờ tới giai đoạn đến thời kỳ Đức Chánh Biên Trì Kassapa, coi như là Đức Phật Chánh Giác Ca Diếp ra đời, họ cùng tái sanh vào những gia đình trưởng giả trong thành Varanasi. Ông đoàn trưởng thợ dệt tái sanh làm con trai của ông đại trưởng giả trong thành. Bà vợ của ông lại là một tiểu thư, con của một đại trưởng giả khác. Tất cả các bà vợ của ông thợ dệt cũng là các tiểu thư của các nhà trưởng giả. Và khi khôn lớn họ lại tái hợp với nhau như thời trước. Một hôm dân chúng cùng rủ nhau vào tịnh xá nghe thuyết pháp. Khi nghe nói có Đức Bổn Sư thuyết pháp, tất cả trưởng giả đồng thanh: Chúng ta hãy đi nghe pháp. Và dắt luôn và đi vào tịnh xá. Lúc họ đến giữa vườn chùa thì trời đổ mưa. Những ai có người quen thuộc hoặc là thân quyến của các vị sa di sư trong chùa đó thì chạy vào mà đục mưa trong các cốc liêu của các vị ấy. Còn những ai không có người quen thì không biết chạy đi đâu, đành đứng y giữa sân định tịnh xá mà chịu ước. Khi ấy thì ông đại trưởng giả đó mới nói với họ rằng: Quý vị hãy nhìn xem thảm trạng của chúng ta, là con nhà danh giá cả mà phải chịu cái cảnh khổ xấu hổ như vậy. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta sở dĩ gặp phải tình cảnh như thế như vậy á, là do thiếu chỗ thân thiện có thể nương nhờ. Vậy chúng ta nên bỏ tiền ra chung đậu lại mà cắt lên một chánh điện ngôi chùa. Lành thay đó, mấy vị kia nói lành thay. Ông đại trưởng giả bỏ ra 1.000 đồng vàng, kỳ dư cũng đều bỏ ra 500 đồng vàng cho mỗi vị. Còn các nữ nhân thì cũng bỏ ra mỗi người 250 đồng vàng để mà hùng vào. Khi góp được số tiền lớn ấy, họ khởi công xây cất một chánh điện mệnh danh là Đại Giảng Đường, gồm cả 1.000 cái nóc để mà cúng dường đến chư tăng, có Đức Phật làm tọa chủ, có nghĩa là một ngôi chùa mà có cả 1.000 cái cốc ở trong đó, trong khu vườn đó. Công trình kết thúc đồ sộ quá, phí tổn rất là nhiều, thành ra số tiền góp được khi trước không đủ, họ phải góp thêm 2 lần phân nửa như vậy nữa. Đó. Rồi khánh thành chùa thì sao? Họ cung thỉnh Đức Thế Tôn đến chứng minh cuộc đại lễ trai tăng về số 7 ngày đó. Và lúc sắp kết thúc đại lễ, họ lại cúng dường y đến 20.000 vị tỳ khưu là ở dưới nách Đức Phật ấy, Phật Kassapa đó. Vợ của đại trưởng giả không chịu đồng hưởng phước như mọi người, mà định sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra công đức tối thắng hơn. Ta sẽ cúng dường đến Đức Bổn Sư. Nghĩ như vậy, bà lấy một đóa hoa Ano Chá Hoàng Hoa gói trong một khăn choàng có màu như là hoa Ano Chá, trị giá 100.000 đồng vàng. Chờ khi Đức Bổn Sư sắp tụng kinh chúc phúc, bà dâng y cùng hoa đến ngài, tặng tấm y choàng quý giá dưới chân của Đức Phật. Bà phát nguyện rằng: Kính bạch ngài, xin cho con tái sanh trong cảnh giới nào cũng được thân thể sáng màu vàng cam,
như là sắc hoàng hoa anh hồ chá vậy. Và xin cho con được mang tên là anh hồ chá hoàng hoa nữa à. Muốn kể như là có cái danh nó luôn, còn được cái tên nó sau này luôn. Đức Phật mới phúc chúc, chúc cho được mãn nguyện. Thì cái câu này là bà con biết là các sư đọc cho quý vị Phật tử trưa đó. Ít chư tăng bát thi tam tâm mang khi ba mê qua sam mê cha tho sam bê vô ran tu sang cấp 300 đô đó. Trưa mà các sư tụng cái bài này không bao giờ thiếu. Là cái bài này của các vị đọc giác Phật mà các bậc chánh giác sau này dạy chư tăng để mà chúc phúc. Rồi tất cả những gia trưởng trên đây sống tùy theo tuổi thọ, sau khi thân mọi mạng chung cho thọ sanh lên thiên giới. Đến thời Đức Phật hiện tại, ông đại trưởng giả thời trước từ cõi trời tái sanh vào hoàng tộc tại thành Cúc Cú Tạ Qua Tì Hùng Kê. Đến tuổi trưởng thành thì được tôn vương ngự hiệu là Đức Vua Maha Cáp Bi Na. Các trưởng giả xưa kia cũng tái sanh vào cõi người trong những gia tộc đại thần cả. Bà đại trưởng giả thì tái sanh làm hoàng tộc trong thành Ta Gia La xứ Mát Đá, được song tăng đặt tên là công chúa Ano Cha Hoàng Hoa. Vì trưởng giả kia cũng đều sanh vào các gia tộc quyền quý, đến khi trưởng thành lại kết hôn với những công tử con quan trong triều vua Maha Cáp Bi Na theo đúng như quan hệ từ trước. Còn công chúa Ano Chá thì được hoàng đế Maha Cáp Bi Na rước về làm hoàng hậu trong triều. Rồi ha, dạ thì ở cái nhà là ở trong triều thì cái nhà là im hết không. Đi về tới đoạn nè. Quốc vương có 5 con tuấn mã, ra tên này tên nọ tùm lum hết nè. Quốc vương chỉ cởi con là Subhata, còn 4 con thì giao cho những sứ giả của vua cởi để mà đi săn tinh. Săn tinh nha bà con, săn tinh tức. Để chút này mình bàn này chút xíu. Mỗi sáng quốc vương đãi đằng các vương sứ ăn uống xong rồi mới phán bảo họ: chư khanh hãy đi trải qua độ 2-3 do tuần để mà nghe ngóng dò hỏi. Khi biết rõ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ra đời thì mang phúc tinh ấy về cho quả nhân. Có nghe là người ta là đức vua, người ta coi như là dùng cái tiền của đó để người ta gì, người ta lo cho dân chúng, cho đại thần, rồi người ta dùng cái tiền của đó để người ta cho các cái vị mà làm công đại thần nào đó đi thâu thập những cái tin tốt lành mang về thôi đó. Chứ không có mà để dành tiền của đó để dành cho chiến tranh à. Tuy như vậy thì dây họ muốn biết hết những cái tin tức tốt lành nào ở trên đất nước của họ, xứ nào đó, họ muốn biết điều đó để chi, để cái nào tốt lành thì họ tới họ học. Rồi 4 vị vương sứ theo 4 cửa thành ra đi 4 hướng, trải qua 2-3 do tuần chẳng bắt được tin lành, bèn trở về triều. Một hôm đức vua cởi con tuấn mã Sức Bát Tá đó cùng với ngàn quan đại thần hậu giá xuất thành du ngoạn, bỗng thấy 500 người lái buôn dạng dày sương gió đang đi vào thành. Quốc vương mới nghĩ thầm: những người lái buôn này có vẻ mệt mỏi phong trần vì đi đường xa, trẫm sẽ hỏi thăm họ may ra nghe được tin lành nào chăng. Người ta đi săn tin đó bà con thấy không? Đấy, tin lành thôi. Quốc vương cho đòi đoàn lái buôn đến và phán họ rằng: các người từ đâu đến đây? Tâu đại vương, cách đây độ 120 do tuần có một kinh thành tên là Sa Quá Thi, chúng tôi từ đó mà đến đây. Vua hỏi: trong xứ đó có các người có tin lành gì phát sanh lên chăng?
Tâu Đại Vương, chẳng có tin lành chi khác ngoài cái tin Đức Chánh Biến Tri đã giáng thế. Vừa nghe tới đó, long thể tràn đầy năm thứ phỉ lạc, quốc vương không suy tính được gì cả. Một chập sau mới phản hỏi rằng: các khanh nói sao? Tâu Đại Vương, Đức Phật đã giáng thế. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, quốc vương cũng ngơ ngẩn vì quá vui mừng trong chốc lát như thế. Lần thứ tư, quốc vương lại phán hỏi: các khanh nói chi? Khi được trả lời, Tâu Đại Vương, Đức Phật đã giáng thế, quốc vương mới phán dạy rằng: này các khanh, trẫm sẽ ân thưởng chư khanh 100.000 đồng. Phán rồi, quốc vương lại hỏi tiếp: về sau còn có tin lành nào khác nữa chăng các khanh? Tâu Đại Vương, Đức Pháp đã giáng thế. Nghe tin này, Đức Vua cũng ngây ngất trong chốc lát ba lần như trước. Đến khi nghe câu Đức Pháp đã giáng thế lần thứ tư, thì Đức Vua cũng hứa: trẫm sẽ ân thưởng cho chư khanh 100.000 đồng. Hứa xong, Đức Vua lại phán hỏi: về sau có tin lành nào khác nữa hay không? Tâu Đại Vương, Đức Tăng đã giáng thế xuất hiện đấy. Nghe vậy, Đức Vua cũng ngây ngất vì vui mừng trong chốc lát như ba lần trước. Và lần thứ tư, khi nghe câu Đức Tăng đã giáng thế, Đức Vua cũng tuyên bố sẽ ân thưởng 100.000 đồng vàng cho đoàn thương buôn khi mà báo tin đây cho ngài. Đoạn Đức Vua đưa mắt nhìn ngàn quan đại thần tùy giá mà hỏi rằng chư hiền khanh sẽ làm gì? Các vị ấy tâu bệ hạ, chẳng hay bệ hạ định làm gì? Này chư khanh, bây giờ đã biết tin lành là Đức Phật đã giáng thế, Đức Pháp đã giáng thế, Đức Tăng đã giáng thế, quả nhân sẽ không thối chuyển, nhất định sẽ tìm đến Đức Thế Tôn để xin xuất gia với ngài. Tâu bệ hạ, chúng tôi cũng sẽ xuất gia chung với bệ hạ. Quốc vương khiến cả nhà là quan hầu lấy vàng lá ra thảo tính thơ trao cho những lái buôn và dặn rằng: chư khanh về triều trao tín thơ này đến hoàng hậu Anocha, hoàng hậu sẽ ban thưởng cho các khanh 300.000 đồng vàng. Khi ấy chư khanh hãy tâu với hoàng hậu như vậy. Quốc vương truyền ngôi và giao phó giang sang đế nghiệp về tay hoàng hậu, vậy hoàng hậu hãy tùy nghi sử dụng. Nếu hoàng hậu có hỏi chư khanh hoàng thượng bây giờ ngự ở đâu, thì chư khanh nên cho biết rằng ngài tuyên bố trẫm sẽ đi tìm Đức Thế Tôn để mà xuất gia, và ngài đã đi rồi. Còn ngàn quan đại thần cũng thảo thơ, mỗi vị đều báo tin cho vợ của mình như thế cả. Rồi sau khi lái buôn về triều, mới tâu bẩm với chị hai. Rồi chị hai nói sao? Chị hai nói là bây giờ Đức Vua nghe tin như thế, Đức Vua thưởng các ngươi nhiều, 100.000 đồng vàng, thì chị hai thưởng nó 300. 300 là Đức Phật nghe tin một tin thôi ha. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo là 300 nữa, Đức Tăng bảo 300 nữa. Đấy, thế thì sao? Mấy ông lái buôn này kiếm được 12 sắp. Chị hai không chín sắp rồi không? Đức Vua nữa, anh hai nữa là 3 sắp nữa, thành ra 12 sắp rồi. Tại bây giờ sao? Bây giờ thì Đức Vua cùng với đoàn tùy tùng của mình là những quan đại thần đi về cái nhà hướng thành Savatthi. Rồi ở đây sư ngắt ngang, sư nói tắt chút xíu. Còn bà hoàng hậu á,
Nghe tin này xong, thưởng cho các cái vị thương buôn xong, mới tập hợp những cái bà phu nhân lại bàn cái việc này. Trong đây bà có nói: bây giờ ta cũng đi xuất gia, vì cái ngai vàng này đức vua đã bỏ lại, giống như một người đã khạc nhổ cái đờm của cái nước bọt của mình xuống đất. Bây giờ ta không thể nào, ta khum xuống, ta mọp xuống để mà ta lếm cái đờm cái nước bọt đó của người ta bỏ lại được. Ta bây giờ tôi cũng đi tu. Thì các cái bà mệnh phụ phu nhân khác cũng đi theo chị hai, đi theo bà hoàng hậu, đi tu, đi về hướng thành Savatthi. Rồi bây giờ nói cái đoạn đức vua cùng với nhóm đại thần của mình qua xong rồi, quốc vương tiếp tục hành trình đi mãi cho đến khi trông thấy những tia hào quang sáu màu từ kim thân của đức bổn sư phóng ra. Toàn cả cây đa chỗ đức bổn sư ngự. Vì sao đức bổn sư ngự? Vì cái khúc này sư không có đọc, ở đây sư tóm tắt lại là trong cái giờ là cái đêm ấy, trước khi trời sáng, đức Thế Tôn cũng quan sát thế gian mà thấy đây là duyên lành để độ cho đức vua cùng tùy tùng của ngài, cho nên đức Phật dùng thần thông và đi đến một nơi trên đường đi của đức vua hướng về thành Chamati, ngự ở đó sẵn để đón các cái vị này đến. Cho nên từ xa các vị này nè, đức vua cùng tùy tuần của mình mới thấy hào quang phát ra từ kim thân của đức Phật chỗ ngay cây đa đó, ngài đang ngồi đó, ngài đang ngự ở đó. Những cành lá và rễ phụ đều lóng lánh y như vàng rồng. Quốc vương nghĩ thầm: trẫm chưa từng thấy ánh sáng rực rỡ giường này bao giờ. Nó không phải là ánh sáng của mặt trăng, của mặt trời hay của chư thiên Ma Vương, Phạm Thiên, Lâm Vương. Ủa sao ông lại biết mấy ánh sáng đó nè? Hoặc của ai khác nữa. Ở đây nói là ta chưa từng thấy ánh sáng này là đủ rồi, thêm mấy cái kia nó người ta nghi. Trên đường đi tầm sư học đạo, chắc là trẫm được gặp Đức Phật Tổ Cồ Đàm ngay bây giờ đây rồi chứ không gì. Anh Đích mở cửa hả? Rồi rồi, giờ sư khỏi lo phần đó. Quốc vương bèn xuống ngựa, hạ mình nương theo ánh hào quang mà đến gần Đức Thế Tôn. Như người lặn ở trong hồ nước thơm mát mẻ, quốc vương đến bên trong vòng hào quang của Đức Phật, đảnh lễ và ra mắt Đức Bổn Sư xong rồi, ngồi xuống một bên cùng với các tùy tùng của mình. Đức Bổn Sư thuyết từng tự pháp. Đến cuối thời pháp, quốc vương cùng đoàn tùy tùng thì đắc quả vị Tu Đà Hường sơ quả. Khi ấy tất cả đồng đứng dậy ngỏ lời xin Đức Phật cho mình được xuất gia. Kính bạch Đức Bổn Sư mới tự vấn, mới tự xét: những thiện gia tử quý tộc này có y bác do thần thông lực tạo ra được không? Khi quán xét, ngài thấy rằng những thiện gia tử này đã có cúng dường 1000 lá y đến 1000 vị độc giác Phật, và trong thời kỳ Đức Chánh Biến Tri Kassapa. Cho nên là các cái vị này làm phước rất là nhiều. Bây giờ nói là ê hí bí khú thì y bác sẽ hiện ra. Không có chi lạ cả, nếu có y bác phát sanh đến cho họ do thần thông lực. Biết rõ như thế, Đức Thế Tôn đưa tay phải ra mới phán dạy rằng: ê bí khu, cái nào thiện lai tỳ khu, hãy lại đây, hãy đến đây tỳ khu, hãy đến đây hỡi chư tỳ khu, hãy thực hành phạm hạnh cho chân chánh, ngõ hầu chấm dứt được mọi khổ sầu. Ngay khi ấy, những vị tỳ khưu mới này có đầy đủ 8 món vật tự nhiên là tùy thân của cô bậc xuất gia đó, và có hình dáng trang nghiêm như những vị đại đức cả hàng chục cả nhà tuổi hạ, đồng bay bổng lên hư không rồi đáp xuống đảnh lễ đức
Đức Bổn Sư là ngồi yên nơi 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 nơi, nơi gần ngài đó, nói về các thương khách về đến kinh thành rồi nó sẽ vào triều tu với chị ơi, tâu với chị hai nè, là báo tin đấy này nọ. Thì nãy nó nói rồi đó, nó nói nãy nói cái vấn đề mà hoàng hậu cho tiền, rồi hoàng hậu là họp các bà phu nhân lại, rồi hoàng hậu và các bà phu nhân cũng đi đi theo tu. Rồi khi mà đi đi sau như vậy đó, đi sau như vậy thì Đức Bổn Sư biết rằng hoàng hậu và các phu nhân đi sắp đến, bèn sao bèn khiến cho những vị tỳ khưu đang ngồi gần bên mình á biến mất đi. Ngài dùng thần thông ngài che, ngài không cho thấy. Đoàn phụ nữ quý tộc này đang đi đến, bỗng thấy những tia sáng từ kim thân của Đức Phật phóng ra, cũng có ý nghĩ như quốc vương lúc trước, bèn đến đảnh lễ ngài rồi đứng né qua một bên. Mà con thấy không, kỳ lắm, cái uy của Đức Phật sao không biết đó. Các vị này đi đến là đứng né qua bên, nữ là đi đến đứng né qua bên đó. Kính bạch ngài, Đức hỏi ngài nè, kính bạch ngài, Đức vua Maha Kapina đã ra đi tìm ngài. Theo chúng con tưởng chắc có lẽ Đức vua đã đến đây rồi, vậy nhờ ngài từ bi chỉ dùm chúng con biết hiện giờ Đức vua đang ở đâu. Các vị hãy ngồi xuống đây đi, rồi ta sẽ chỉ cho thấy Đức vua. Tất cả phụ nữ quý tộc đều hài lòng ngồi xuống, vừa thầm nghĩ theo lời ngài nói, chúng tôi ngồi nơi đây rồi thì sẽ được gặp mặt các đấng lang quân của mình. Đức Bổn Sư bắt đầu thuyết pháp từng tự. Nghe dứt thời pháp, hoàng hậu Anocha cùng đoàn mệnh phụ hết thảy đều chứng quả vị tu đà hường và sơ quả. Đại đức Maha Kapina, còn là đức vua đó, ngồi nghe thời pháp của Đức Bổn Sư thuyết để tiếp độ các nữ nhân ấy thì lại chứng đắc quả vị a la hán cùng với tứ tuệ phân tích. Và các vị tỳ khưu tỳ tùng kia cũng đạt được như thế. Ngay sát này, Đức Thế Tôn khiến cho các nữ nhân được thấy chư tỳ khưu khi đã đắc quả vị a la hán rồi. Ở đây con đoạn này, đoạn này phải để ý. Người ta cho là cho rằng lúc các mệnh phụ vừa đến mà gặp mặt ngay chồng mình cạo tóc á, đắp y á, thì không thể giữ được tâm bình tĩnh, do đó sẽ không chứng đắc đạo quả chi hết. Bởi thế cho nên Đức Thế Tôn mới chờ cho họ đã có tính tâm kiên cố rồi mới khiến cho họ nhìn thấy chư tăng đã chứng đắc a la hán rồi đó. Khi nhìn thấy chư thánh tăng này, quý bà liền gieo năm vóc xuống và đảnh lễ và bạch rằng: kính bạch chư đại đức, lúc này chư đại đức đã đạt đến mục đích tối cao của người xuất gia rồi, phải chăng? Chắc như vậy rồi phải không đó? Cái đó quý bà đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng nép qua một bên, ngỏ lời xin được xuất gia. Cái chỗ này chút sợ quên, bây giờ nhắc sơ đi, cái này hôm chúng ta có học rồi. Khi tâm nó còn dao động, còn bồn chồn, không thăng bằng được thì chúng ta không thể nghe pháp được. Tâm nó thăng bằng trở lại rồi thì lúc đó vị ấy mới tiến hành nghe pháp hoặc thiền định thiền quán, không có hiệu quả. Cho nên Đức Phật rành cái này, thành ra Đức Phật sao dùng thần thông che các vị tỳ khưu mới xuất gia đó khỏi mắt của họ, giống như Đức Phật dùng thần thông mà che đại đức Dách Xá khi ông thân của ngài đi đến kiếm tìm ngài đi chắc vậy đó. Thì ở đây có đoạn nè, có một số người nói rằng nghe vậy Đức Bổn Sư nghĩ đến nàng Upala Wanda. Nàng biết được tư tưởng của Đức Thế Tôn nên
Hiện đến nơi ấy, Đức Thế Tôn phán bảo tỳ khưu trưởng lão ni Upalavana là cho 1000 nữ nhân xuất gia, rồi đưa các tỳ khưu ấy trở về Chaitavana ni viện bằng thần thông. Cái câu gọi là có một số người nói rằng, thì cái đoạn này trật lắc khu này, cái đoạn này bỏ này, sư vừa đọc á, sư đọc lại nè. Có một số người nói rằng, nghe vậy Đức Bổn Sư nghĩ đến nàng ở Upalavana là trưởng lão ni á, đệ nhất thần thông. Nàng biết được tâm tư của Đức Thế Tôn nên hiện đến nơi ấy. Đức Thế Tôn phán bảo nàng ở Upalavana rằng cho 1000 người nữ này xuất gia đi, rồi đưa các tỳ khu ni ấy trở về ni viện ở kỳ viên bằng thần thông. Bây giờ là trưởng lão ni đi đến đây một mình, làm sao xuất gia cho ni? Xuất gia sao? Các vị ni, các vị nữ này phải xuất gia ở cái phái ni, huấn luyện họ trước mới xuất gia sau. Phải có đàn chị, một hội chúng ni. Hả? Vậy một vị trưởng lão ni Upalavana đi đến đây làm sao xuất gia cho họ? Cái khúc này dẹp bỏ đi, không có xài. Đức Bổn Sư bèn bảo các tín nữ ấy rằng, các con hãy đến thành Savatthi vào chùa sư nữ, và cái đầu vào viện ni viện á mà xin xuất gia. Đó, cái này mới xài được. Các tín nữ vâng lời và ra đi. Họ trải qua quãng đường xa 120 giờ tuần, lần hồi mới đến thành Savatthi. Dọc đường họ được đại chúng đón đường cúng dường lễ vật rất vinh quang. Sau khi đến ni viện được xuất gia tỳ khưu ni, đoàn nữ phụ nữ ấy về sau chứng đắc là thánh quả, sanh đạo thánh quả cao nhất. Đức Thế Tôn cũng dắt 1000 vị tỳ khưu này bay về Chaitavana kỳ viên. Chuyện kể rằng đại đức Mahakapena hằng đi tới đi lui, lúc này là thành tỳ khưu lục thông này ha, đi tới đi lui trong các nơi hàng hiên hoặc nơi nghỉ ngơi vân vân, cao hứng thốt lên câu: ôi sung sướng thầy, ôi sung sướng thầy. Chư tỳ khưu bèn bạch đến Đức Thế Tôn rằng: kính bạch ngài, đại đức Mahakapena hằng đi tới đi lui cao hứng thốt lên câu: ôi sung sướng thầy, ôi sung sướng thầy. Có lẽ đại đức muốn nhắc lại thời sung sướng vương giả của mình chăng? Đức Thế Tôn cho gọi đại đức Mahakapena đến và phán hỏi rằng: này Mahakapena, nghe nói rằng ngươi hồi tưởng đến thời sung sướng vương giả, tội hưởng ngũ trần nên thốt lên những lời cao hứng phải chăng? Kính bạch Đức Thế Tôn, ngài vẫn biết con có hay là không có thốt ra lời cao hứng vì hồi tưởng đến dục lạc ngũ trần. Có người ngài biết mà, con có hay không? Đức Bổn Sư xác nhận rằng: này các tỳ khưu, con trai ta không phải vì ngũ trần dục lạc, sự sung sướng vương giả mà thốt lên lời cao hứng đâu. Pháp hỷ đã phát sanh đến con trai ta, và con trai ta đã nếm vị của bất tử là Niết Bàn nên mới thốt lên câu cảm hứng là khẳng khái như thế ấy. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp rồi kết luận bằng bài kệ. Bài kệ 79 chúng ta đang học đây là: Tham mắc bi tí sơ khăn chê tí quýt ba san nê ná chê ta sa a ri ya ba về đi tề tham mê sa đà ra ma tí ban đi tô. Nghĩa là pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Mình học cái gọi là kệ vần luôn. Kệ vần là: người đắc pháp hỷ thảnh thơi, với tâm khiết tịnh sống đời thanh cao, người trí mãi mãi hân hoan lắng nghe pháp Phật bảo ban giáo truyền. Bây giờ chúng ta học chú giải trước. Chúng ta là nghiên cứu các cái từ
sơ qua. Rồi chúng ta sẽ nhắc đến cái tích này, bàn đến cái tích này. Ở đây chú giải dạy chúng ta thấy cái từ Dhammapiti trên đây nghĩa là người được no vui nhờ pháp, ví như đứa bé được mẹ cho bú sữa là pháp vậy, gọi là pháp tham mô này. Không thể uống, húp hay bú như là cháo, sữa đựng ở trong chén bát được. Người tu hành nhờ đề một niệm mà chứng được chính pháp siêu thế Lokuttara Nava Dhamma, giác ngộ bằng trực giác chân lý tự thành đế, nhất là khổ đế, gọi là người uống được pháp, tức là đắc pháp hỷ vậy. Đó là cái từ Dhammapiti. Rồi chúng ta thấy cái từ tiếp theo là Sukhaseti, nghĩa là gì? Nghĩa là sống an vui luôn luôn trong bốn oai nghi, cả trong lúc thức và trong lúc nghỉ. Đấy, cái xe tí là nghỉ nhá, xuất khăn đó là an vui, an lạc. Như vậy ở trên chúng ta thấy bi tí và dưới là xuất khăn hả? Cái bi tí này á, chúng ta bàn và xuất khăn này nè. Đó đến từ gì? Quýt bắt sanh nề ná. Ở đây chú giải dạy là gì? Với tâm khiết tịnh không nhiễm ô, không phiền não. Rồi ở đây đến từ gì nữa? Ariyap, Ariya là thánh nha bà con. Ariyap, ba quê, đi tề. Chú giải dạy là được các bậc thánh nhân như chư Phật quan quan thuyết giảng rành rẽ về các nhân sanh quả bồ đề, bồ đề bắc khi giá tham á, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh càng, năm căn, năm lực, thất ở về là thất bồ đề phần, bát chánh đạo, 37 phẩm hỗ trợ giác ngộ á. Các ngài giảng rất là rõ ràng, các ngài là các bậc thánh giả đó. Rồi đây chúng ta thấy cái từ Sada Ramati. Chú giải dạy rằng người đắc pháp hỷ như thế, tâm hằng thanh tịnh thuần khiết, có đầy đủ trí tuệ sáng suốt thì luôn luôn hoan hỷ thảnh thơi, vui một niềm vui thoát tục. Cái từ thoát tục này phải nhớ, vui thoát tục nha. Vui thoát tục thì nó không dính với vật chất à, còn mình có tiền à, đeo vào lưng đi không nổi mới vui. Thì ở đây chúng ta thấy những cái từ, bây giờ chúng ta bàn sâu chút xíu nè. Cái lạc mà bi tí á, thì khi chúng ta mà nghe cái tin tức hay là chứng đắc ở trong những cái đoạn mà mình ngồi thiền hay gì đó, cái này nó mạnh lên, nó gần lên trong những cái giai đoạn đó, như vậy là nó thô, nó nặng đâu, nó thô, nhưng nó không có thường. Còn mà cái số khác này á, nó rộng hơn. Ta không chứng thiền, ta xả thiền ra rồi, ta không nghe tin tức gì, nhưng ta vẫn sống an lạc, thảnh thơi đó, nhẹ nhàng, thì mới dùng từ sukha này. Đấy. Cho nên á, một phần thì cái sự mà hỷ đó nó thô lên. Tại nó có năm cái giai đoạn lắm. Cái là người ta rợ người, rồi muốn bay bổng, cái này nọ, đó là thuộc bi tí. Còn cái an lạc bình thường nhẹ nhàng hơn là sukha. Sukha này chúng ta sẽ rộng hơn, áp dụng nó rộng hơn trong đời sống của một hành giả. Còn bi tí này nó lọt vào những tình trạng đặc biệt. Ví dụ như hồi nãy Đức, ở trên cái tích mà Đức vua với triều thần mà nghe Đức Phật coi như là xuất hiện rồi, Đức Pháp xuất hiện rồi là hỷ lạc, cái bi tí này nè mạnh khủng khiếp lắm. Đấy, nó có thể bay bổng được.
Còn khi mà vào trong tăng rồi á, sống á, đời sống rất là thảnh thơi nhẹ nhàng, thì dùng cái từ sukha này nó sẽ rộng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, thanh cao hơn, bị tí nó nặng nề hơn. Ở đây chúng ta thấy cái từ người trí Bandita, Bandito đó, Sito, mấy cái chữ đó để bà con cái gì, bà con học kỹ đó. Vì có những cái vị Phật tử nó nói là nhờ sư làm thế này đó, là họ thích ra đó, họ dựa vào đó. Thì cho nó như vậy thì sư đánh dấu như vậy, làm dấu như vậy đó, bằng tô đậm, tô màu này kia nọ đó, để cho bà con đó, hả, tìm hiểu mà sâu sâu hơn thì có nên nắm được. Thì chúng ta thấy nè, cái Bandita đó là người trí ngược với cái từ ba lá. Mình vừa học cái phẩm người ngu ba lá đó, thì cái này sư có nói rồi, bây giờ nhắc lại. Bandita là người trí. Người trí ở đây tính từ đâu? Người trí ở đây tính từ cái người phàm bình thường, mà họ có cái trí về nghiệp và quả của nghiệp, họ biết cái đường thoát thân, tiến thân thì cũng được tính vào. Nhưng ở trong cái bài này, ở trong cái bài này thì chỉ cho đức vua cùng với triều thần của mình á, những người này họ có trí. Bây giờ họ sống ở trong cái gọi là gì, cái thánh đạo thánh quả nữa, thì họ hỷ với gì, họ hỷ với cái pháp của Đức Phật thuyết gì nữa. Mà cái hỷ cái lạc này nó không liên quan đến vật chất gì nữa. Như vậy cái người trí ở đây nói rộng ra cũng được, rồi nói hẹp lại cũng được. Mà suy nhắc ở đây là người trí tiêu chuẩn là nó phải từ cái người phàm, phải biết về nghiệp quả của nó để mình tiến thân. Cũng giống như là Đức Bồ Tát xưa đó, giàu chưa thành thánh nhưng mà vẫn có trí về cái lý này. Cho nên là hãy mà là làm thiện không được thì ta bỏ, ta đi vào rừng, ta sống mình, chứ ta không làm ác để ta được. Đấy là cái tiêu chuẩn của bậc trí rồi đó, Bandita. Thì như vậy bậc ấy sao, bậc ấy mà nán lại ở đời đó, thì dạy cho vua, chúa, dân chúng, đúng không? Bậc ấy ở đời không phải là bậc chánh giác, nhưng mà thuyết pháp để chỉ cho họ cái đường về cõi người và cõi trời rất nhiều. Bằng chứng là chúng ta học những cái tiền thân á, là sẽ biết. Vậy người Bandita là như vậy đó. Thì người Bandita thì người trí thì thường quan hỷ với cái pháp của chữ Phật mà thuyết. Ở đây chúng ta thấy gì? Cái từ gọi là Vipassana. Thì bà con thấy ở bên cái nghĩa Việt người ta giải là gì? Chê ta xa là nói về tâm ý. Vipassana là thuần tịnh. Thuần tịnh ở đây là gì? Người ta sống ở trong cái đề mục, nó không bị truyền cái chi phối. Như vậy người tu đạo Phật vẫn còn truyền cái phải không? Họ vẫn sống ở trong cái đời mục được, loại năm cái truyền cái ra được. Thì tâm của họ thường tịnh, không có bị truyền cái là ô nhiễm, không có bị năm truyền cái chi phối, xáo trộn với tâm tư. Cho nên bây giờ pháp phỉ đem an lạc với tâm tư thường tịnh, người trí thường hoan hỷ với cái pháp của bậc thánh thuyết. Vậy chúng ta thấy Đức Phật nói có ngàn cái nắp như thế đó, cái lý nó dẫn đến, không có lộn xộn, nó không quan tâm lâm được. Thì vậy tham mát bi tí ở đây, su khang sê tí ở đây, thì khi người ta giàu không ở trong thiền, ở ngoài thiền, xả thiền ra, người ta vẫn sống với cái tâm tư thăng bằng, không bị truyền cái chi phối. Cái này cực kỳ quan trọng, chúng ta phải nhận thức. Vì chúng ta chẳng những không ở trong thiền được,
ở ngoài thiền cũng không thăng bằng được. Ha, đó. Còn họ ở trong thiền được, xả thiền ra họ vẫn ở trong thăng bằng được với tâm thiện được. Mình thì không. Vì sao họ ở trong tâm thiện được? Vì đề mục của họ họ giữ được. Gọi là người có niệm phải không? Còn chúng ta là thường thường thất niệm luôn, chứ đừng nói giờ ở trong thiền. Thường thường thất niệm nghĩa là tâm chạy theo cảnh. Tâm chạy theo cảnh nghĩa là một trong năm truyền cái nó ngự trị. Vì vậy chúng ta không thể sống thăng bằng được. Không sống thăng bằng được với tâm tư không thuần tịnh được. Được. Ở đây cái pháp thực tính nghĩa là cái tính chất của tâm bất thiện là truyền cái á, là nó sốc nổi, nó không thăng bằng. Bà con thấy đó, bây giờ mình đem cái tô cơm xuống ha, con chó nó đang đói ha, cả đám cả bầy chó nó đang đói, mình mang cái tô cơm xuống, mình chưa để tới miệng đó. Nó la lên ha, nó la, nó quýt đuôi, nó la lên, cái tâm nó rất là xáo trộn phải không? Khủng khiếp. Thì cái đó là biểu hiện rõ nhất để chúng ta, ví dụ chúng ta thấy thôi. Còn ở trong chúng ta thì chúng ta rõ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đơn cử và một vài chuyện thôi. Ví dụ bây giờ mình hẹn với ai đó để bàn một công việc mà nó sẽ có tiền có của cho mình, một cuộc hẹn để nói chuyện làm ăn. Thì trong lúc mà cái đối tác của mình mà mình chưa gặp mặt là cái tâm tư mình thế nào? Nó đâu có thăng bằng đâu, nó tính, nó toán, nó bồn chồn đúng không? Rồi cô này hẹn ai và cái là anh kia nè, cô hẹn cô này thì sao? Đó, tâm tư nó không thăng bằng. Rồi mình nổi sân có thăng bằng không? Không. Như vậy tâm tham cũng không thăng bằng, mà tâm sân cũng không thăng bằng. Rồi tâm ganh tị nó là nhánh của sân, có thăng bằng không? Không. Rồi tâm bỏng sẻn có thăng bằng không? Không. Rồi tâm ngạo mạn có thăng bằng được hay không? Không. Cái dân ngạo mạn nó sợ ta hơn nó chứ. Như vậy những cái loại tâm bất thiện này, những cái loại sở hữu bất thiện này, nó không thể thăng bằng được. Cho nên nó không thể, gọi là ở đây không thể nói nó là với tâm thuần tịnh được, không thể. Tối thiểu phải nói là tâm thiện hoặc là tâm mình trú ở trong thanh quả. Hả? Hoặc là trú trong thiền cũng là tâm thiện. Đấy. Còn Đức Phật là trú đâu, Bà Ca La Hán trú đâu? Bà La Hán trú trong tâm xã. Cho nên sao? Cho nên thường á, mình nổi sân mình chửi Đức Phật đâu có nổi sân đâu. Mình cúng dường cho ngài cái món gì mà đặc biệt kia nữa, ngài cũng khởi đâu khởi tâm thích đâu. Tham không khởi lên, sân cũng khởi lên. Đấy, còn mình đi. Nói chứ lên bàn cũng phải lựa chứ. Thấy không? Thấy chưa mấy sư lựa không? Bóc nó kia đó. Nước mía dễ đau bụng hơn nước trà đường gì đó. Lựa. Nhưng mà lựa với ý đó đỡ, lựa với ý ngon khác tham. Thế mà cái ông đi trước mình thấy cái món đó mình chấm là ông có sư huynh mình đó, ông bóc trước mình không còn tới mình cái buồn. Đừng chọc sư gẹo sư nói mấy cái điểm này. Thì sư nêu sơ lên là bà con hiểu rồi, cái tâm mà gọi là cái tâm gì? Cái tâm không phải thiện á, nó mất thăng bằng lắm. Tại nên mình học đó là sư bàn cho bà con về cái bản chất của nó, cái gốc của nó. Đại. Nó không cái bài nào cũng dẫn về cái gốc được nếu nó liên quan. Không liên quan thôi. Liên quan là sẽ dẫn về gốc được. Vậy cái cơ bản của người ta là ở trong gì? Ở trong thăng bằng, ở trong tâm thiện, ở trong đề mục, ở trong thiền, ở trong tâm quả. Còn mình thì ở trong tâm triền cái, nghĩa là tâm bất thiện.
Cho nên mình không thể nào với tâm tư thuần tịnh được. Không dùng từ này được. Mình phải nói là, Đức Phật nói là với tâm tư xáo trộn, bồn chồn, không thuần tịnh, luôn luôn sống như vậy. Bà con biết ở trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nói đến cái tâm hoang vu là cái tâm không hướng về tam bảo, gọi là tâm hoang vu. Hoang vu này là nói tổng thể, chi tiết của nó chính là truyền cái ấy. Chi tiết của nó mình tính ra, phải tính ra. Hoang vu là, hoang vu là tâm không có hướng về tam bảo. Ở tam bảo có trong pháp bảo. Pháp bảo là gì? Đề mục, hành. Mình đâu có hướng vào đó đâu. Cũng không có hướng vào là ăn đức Phật luôn, không hướng về ăn đức tăng luôn. Về tâm hoang vu là nói tổng thể, mà chi tiết của nó chính là truyền cái ấy. Trong tâm hoang vu ấy mình đi điểm mặt nó, chính là những truyền cái. Vậy những truyền cái là những cái loại tâm nào? Là tham dục, sân hận, rồi gì nữa? Trạo cử, rồi gì nữa? Hôn trầm, rồi gì nữa? Nghi hoặc. Đây là căn bản thôi, ganh tị khởi lên không tính à. Nó thuộc về sân hận. Ngã mạn khởi lên không tính sao? Tính chứ. Những cái ngã khởi lên thì không có thằng kia, thằng tham. Ê, thằng tà kiến. Nhưng nó cũng thuộc bất thiện. Nó cũng thuộc bất thiện. Vậy nó xoay vòng những cái loại tâm bất thiện này thì chúng sanh ấy, vị ấy không có thăng bằng. Rồi cái gốc nó ở đây, cái gốc nó xuất phát từ ở đây. Cho nên chứ mới ưa nhắc, mỗi ngày chúng ta sống toàn là những cái loại tâm đó, nó hết cái này tới cái khác, hết cái tới khác, nó xoay vòng với nhau. Cái gọi là gì? Cái gọi là tạm yên á. Mà tạm yên trong cái chỗ mà bất yên, bất ổn á, là gì? Ngủ á, không trọng thị miên, bất thiện. Ở trong si đó chứ tốt đẹp gì đâu mà tan thang. Tham mệt rồi, sân mệt rồi, trọng cử mệt rồi, giờ không trầm thì miền ngủ khỏe dậy rồi sao nữa? Dậy là tiếp tục. Cho nên khó thoát được triền cái là như vậy đó. Vậy cái thấp nhất của ta, của chúng ta bây giờ, chúng ta làm gì? Trú vào đầu mục. Một người đang bận biểu trăm công nghìn việc, trú vào đầu mục sao? Trú vào. Đang lái xe mà đặt trú vào đầu mục. Lái xe chạy trăm cây số giờ, trú vào đầu mục đi. Chứ nó lái xe thôi, chưa kể tính toán trong đầu tùm lum việc hết. Hả? Rồi sao? Làm hồ phụ hồ treo leo tuốt lầu 7, lầu 9 gì mười mấy gì trở nó rồi hả, ngồi trét trét hồ reo móc sợi dây gì đu ra ngoài á. Chú tâm vào đời mông sao? Té xuống coi như là không chết là cũng báo cơm, báo gạo, báo gia đình ở đặt tu trú đời mục đây. Rồi vì công ăn việc làm á, trú vào đời mục không được. Rồi những người đưa vào chùa trú vào được không? Đừng có giỡn nha, mau ra hết thử coi, đâu phải dễ phải không? Rồi trú đề mục không được, bây giờ xuống cấp giữ giới. Giữ giới được không? Chưa chắc à. Cái thấp nhất là giữ giới à, chưa chắc. Hồi nãy nó thấp rồi, bao giờ thấp nữa? Bỏ qua đề mục đi, bây giờ tới giới, giữ nổi không? Rồi ở ngoài đời khó giữ ha. Trong chùa, trong chùa bụi dễ sao? Chưa chắc dễ đâu.
Rồi giữ giới ở trong chùa là vị tỳ khưu ấy, mà biết giới mới giữ, chứ không biết là sao giữ. Mình phạm mà không biết là sao. Rồi xuống một mắt nữa nói trong chùa nha, giờ không có nói ngoài đời nữa, ngoài đời tới giới thôi, chứ không trong chùa. Chứng thánh không nổi, trú trong thiền không nổi, giáng tâm đề mục cô không được, giới giữ cô không xong, vậy mà còn biến nhát không học nữa, thế dân này làm gì vậy? Đó, mọi hết ra nó là thế đó, nó là thế đó, trần trụi nó là như thế đó, đừng có núp giấu ở đâu đó, nó trờ trơ vậy đó. Sự thật nó là vậy đó, là sao? Bởi vì buộc lòng chúng ta phải cố gắng, đừng có tưởng. Thánh đạo thánh quả không có, xào quá. Chứng thiền không nổi, xào quá. Trú trong đời một để chứng thiền không được, xào quá. Giữ giới thanh tịnh khó quá. Vậy mà còn biến nhá không học nữa, rồi thôi. Không biết dân này kiếm cái gì trên mặt đất này. Đó, nó đến hết rồi đó, cuối cùng đó. Còn người ngoài đời nói tới giới thôi, không có bắt họ phải ngồi thiền được, mà không bắt họ phải học được. Bị công ăn việc làm là chi phối thời gian họ rồi. Đấy. Vậy nếu Phật tử ở ngoài đời thì phải vậy, thì phải ráng giữ cái mức cuối cùng là giữ giới. Không có cái đó nữa thì tục luôn, không có gì đâu. Đừng tưởng mình ngon rồi, cứ đăng ký tôi là đệ tử của Đức Phật, quy tâm bảo rồi, quy tâm bảo rồi, nhưng bây giờ còn phần giới, phần định, phần tuệ nữa chứ. Nhưng đăng ký có cái bằng nó không, có cái mộc nó không, ăn thua gì. Không, 100.000 cái mộc cái bằng cũng thế thôi. Các vậy đó. Như vậy bà con thấy không? Một bài kệ mà chúng ta bàn cho nó có lợi ích cho chúng ta thì chúng ta làm liền, thì chúng ta vẫn biết cách làm. Đó. Nhau to búa lớn, đâu đổ. Bây giờ giới lo không xong nữa, đặt quý bách sanh na gì. Nổ rồi, khổ. Đem giới ra lớp cái bẹp rồi. Quý bách sanh na, xin lỗi, giới còn không biết giữ, quý bách sanh na biết đầu hành. Rồi sao? Thế mà cũng đi nổ dữ nhau. Đó, nói thẳng là mất lòng mà, nói công thì trật lất. Rồi bây giờ chúng ta bàn cái tích chút xíu ha. Bàn cái ngôn từ sâu sâu rồi, giờ bàn cái tích chút xíu. Bây giờ bà con thấy không? Người ta là vua chúa, trời ơi. Đại vương chứ không phải đại gia nữa. À, người ta nghe tam bảo xuất hiện trên thế gian rồi là người ta bỏ, người ta đi ngay. Còn mình, còn mình thì sao? Xét lại mình để coi. Cái này nhắc lại nha. Còn mình á, sư nói hả, bệnh mà gần chết, nằm trên giường nhất lăn qua lộn lại chịu không nổi, thế mà thấy 500 bạc mà rớt tuốt trong vách á, là sao? Nằm im không? Đâu có nằm im, rướng ráng ráng lượm lên cho bằng được, mình mới quay lại nằm rên. 500 bạc thôi nhá, bỏ nó được không? Đó, lâu lâu sự khều lại bà con á, cho bà con đừng buồn ngủ. Người ta đó, nghe là tam bảo xuất hiện trên đời, người ta bỏ cái ngai vàng người ta đi không thương tiếc. Còn mình bệnh gần chết, thấy 500 bạc rớt tuốt trong vách, trong góc giường, rướng rướng mà té xuống mắt luôn, lượm 500 bạc được đó mới lên nằm lên nữa. Thế mà không thấy sao, nói vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy đó, các cái bậc này người ta đã gieo duyên với Phật pháp 100.000 đại kiếp rồi. Vì Đức Phật gọi là gì? Đức Phật Tổ có hồng danh là Badu Muttara đó, xuất hiện cách chúng ta đây khoảng 100.000 đại kiếp lần. Thì các cái vị bây giờ làm vua chúa này nè đó, hồi nãy chúng ta đọc ở trên cái tích đó, thấy người ta có duyên, người ta gieo duyên thời đó rồi, người ta tạo phước thời đó rồi, người ta tập tành tu hành từ thời đó rồi. Bây giờ người ta nghe là đắc, đúng không?
Còn chúng ta bây giờ không, kể như là nghe không hiểu nữa, nó đắc cái gì? Nghe hiểu không nổi nữa đắc gì? Nghe Phật ngôn hiểu không nổi nữa mà đắc gì? À, đó. Thế mà chúng ta không lo thì chừng nào chúng ta có cái ngày đó? Bây giờ không lo, không có cái ngày cuối cùng đó đâu. Chúng ta không lo học, không lo tập tành theo cái hướng này thì không có bao giờ mà chúng ta nghe ân đức Tam Bảo xuất hiện, Tam Bảo xuất hiện trên thế gian mà chúng ta bỏ nhà đi nhá. Từ cái nhà lá bỏ nó 500 bạc bỏ không được, đừng nói nhà lá, rồi đừng nói nhà tường, rồi đừng nói là đại gia, rồi đại quan, rồi đại vương, không có đâu, không bỏ được đâu. Thành ra bây giờ vị nào ở đời mà khá giả ha, khá giả một tí, cũng không phải là lắm tay lắm chân lắm mà đủ ăn đủ xài, có tiền đi du lịch rai rai đó ha, mà người ta nhận thức được giáo pháp này rồi người ta bỏ đi tu đó, thì cái dạng này đấy cũng còn đỡ hả, khá đỡ. Chứ còn mà giờ nghèo quá trời quá đất nghèo. Ở đây trong kinh có Đức Phật có nói nha, này các tỳ khưu, có một lần tôi đến Như La đến vùng đó, đây vị nông dân. Vị nông dân có cái chòi ngoài ruộng, cái chòi ấy không có gì giá trị, có người vợ không có lấy gì đẹp, có những cái dụng cụ đó, cái dụng cụ để mà làm nông, liềm cuốc đó, không có gì giá trị. Vị ấy mới nhìn thấy các vị thích tử, các vị tỳ khưu á, sau khi đi bát về dùng xong, vị ấy rửa chân lên ngồi tréo giò đó hả, ngồi thiền ngồi lên tứ niệm xứ đó, ở dưới bóng cây mát mẻ như vậy. Vị ấy nghĩ, vị sa môn này sau khi đi khất thực về rửa chân tay đó sạch sẽ xong rồi lên ngồi kiết già dưới bóng cây gió mát trăng thanh, vị ấy nghĩ như vậy. Rồi Như Lai đến, Như Lai hỏi kêu nó, thì ngươi có xuất gia không? Nó nói không. Nó nói không. Đấy, chúng ta đang bàn cái tích này, nó liên quan đến cái vấn đề bỏ và lấy. Thì chúng ta thấy một người nghèo khổ như vậy, không có gì đáng giá cả, thấy các vị đại đức đi tu thanh thản như vậy đó, vậy mà Như Lai kêu y thôi đi tu đi, không bỏ được. Trong khi người ta là đại vương mà người ta nghe nói Tam Bảo xuất hiện là người ta bỏ đi ngay. Ở trong đây chúng ta thấy cái bà hoàng hậu, bà nói cái câu thay vì đức vua viết lên cái gì, cái tấm giấy, tấm bản gì đó bằng vàng, là trao quyền lại cho hoàng hậu, các cái vị thương buôn này mang cái tin tức này về trao rồi bà nói với các vị kia sao, ai mà đi cỡ nhà là đi khum xuống để mà liếm lại cái đờm, cái nước bọt người ta phun xuống, đức vua phun xuống bỏ rồi. Đấy, cái chuyện này chúng ta thấy đâu phải là một lần, nhiều lần, nhiều tích nói cái vấn đề này. Cái lý của người ta là như vậy mà người ta bỏ được thì người ta nói cái câu đó nó đâu có quá đáng, đúng không? Anh hai để lại cho cái ngai vàng quyền lực trong tay chị đấy, chị bỏ thiệt chị đi này, chứ bộ chị không đi thì nói chị nói láo, đúng không? Đi mà. Thì vì cái câu đó đâu có khó nói, cái câu đó là thật, người ta đi thiệt mà, nó không phải mà ngoằn ngoèo gì đâu. Đại thì như vậy, trong gọi là về vấn đề, trong vấn đề những cái người tu hành, trong vấn đề mà muốn thoát khổ này, có nhiều bậc, nhiều người như vậy chứ không phải một. Người ta bỏ hết. Còn mình nghèo gọi là mát rệp, sức khỏe gọi là tận cùng luôn rồi, nó muốn sắp tắt hơi rồi mà cũng không bỏ, gọi là gì, bỏ đời đi.
Thì nó rõ rồi, nó do đâu? Do mình không có ở quá khứ mình không có huân tập, mình chưa được huân tập cho nó nhừn, nó nhuyễn, cho nó thành thói quen, rồi quay lại cũng là thói quen. Cái gốc của nó ngay đó. Bây giờ là biết rồi thì tập thôi. Biết rồi thì tập thôi, chưa có ta tập cho có. Có rồi ta tập cho nhuần nhuyễn. Để chi? Để lúc ta làm vua ta cũng đi dễ dàng. Đó. Rồi ta học nhiều quá rồi mà, phiền não khởi lên là đâu phải chuyện đơn giản phải không? Bồ Tát của chúng ta cũng bị cái cuốc cùng với lại cái gì đó, cái số hột bí ngô đó mà cột chân đó. Đi tu mấy tháng rồi về làm rẫy mấy tháng, tu mấy tháng làm rẫy mấy tháng, tu mấy tháng làm rẫy mấy tháng, hoàn tục đến 6 lần nữa. Một bậc mà nhường nhịn cỡ đó, trí tuệ cỡ đó, hở là xuất gia, hở là từ bỏ, mà còn bị phiền não dục nó chi phối như vậy. Còn chúng ta không có một năng lực gì hết trơn hết trọn, chúng ta bây giờ không lo tập tành nữa thì bao giờ? Thành ra ở đây là nói đến đoạn này thì mới nói về bản thân sư một tí. Thì biết rằng á, cái sức của mình á nhỏ nhoi về cái vấn đề tu tập giải thoát này. Cho nên á, sư cũng muốn tạo ra một cái đà, một cái thói quen. Nghĩa là thói quen gì? Xuất gia. Tập bỏ đó. Bây giờ tiểu gia mà tập bỏ, không bỏ nữa, mốt làm đại gia, đại quan, đại vương rồi sao bỏ? Tập. Như vậy tập bỏ cái gọi là cái gì, cái đời sống mà nó gắn liền với luân hồi, là cái đời sống của cái người hưởng thụ dục bình thường. Tập đi theo các cái bậc xuất gia, tập tành cái hạnh xuất gia, là tập cái thói, ta thói quen từ bỏ. Chứ còn biết rằng cái sức của mình nó chưa có đủ sức để giải thoát gấp được, nhưng phải tập. Không tập không có. Không có đâu, đừng có đợi Đức Phật Metajat ra đời rồi. Mà chúng ta cũng biết nhát y bây giờ thì y chát à. Không, phần mềm này nó có liên quan đến cái phần mềm lúc đó. Bây giờ biến nhát lúc đó cũng y chát à. Bây giờ không có năng lực gì lúc đó cũng y chát như vậy đó. Đừng có tưởng. Phải không? Cùng lắm á, mình có duyên đó, mình ngồi ở dưới nách của Đức Phật nghe Đức Phật thuyết pháp vậy thôi. Nhưng rồi Đức Phật tổ ấy cũng nói này, tứ chúng hay này là các thiện nam tín nữ, các ngươi phải gì? Phải giữ giới hành thiền để thoát khổ à, cũng lòi ra. Cho nên đừng có mong rằng nha bà con, ở đây sư gợi ý lại, đừng có mong rằng mình mang cái thân này, cái ngũ uẩn này đi tới một cái chỗ nào đó để rồi người ta làm cho mình giải thoát. Không có nha. Mình phải làm. Cái dân biến nhát ở đây mà biến nhát thì đi qua Ấn Độ gọi là Tây Thiên Trúc đó bà con. À, Tây Thiên đó cũng biến nhát à. Người Tàu hồi xưa người ta nói cái đất nước Ấn Độ là phía tây của họ, xứ họ, đúng không? Đó là nước ở phía tây, đất nước phía tây đó. Thiên trúc là cái hiệu của đất nước Ấn Độ thời xưa, Tàu kêu gọi vậy đó. Thì như vậy từ Ấn Độ, trừ Tàu qua Ấn Độ thì xuống đông tây, tây nam chút xíu gì đó. Thì á, hồi nhà đường thì phía đông, đóng đô ở phía đông của nước Tàu bây giờ. Đấy, thì họ nói nước Ấn Độ là nước Tây, Tây, nước Thiên Trúc phía Tây, Tây Thiên Trúc. Thế chúng ta bị cái vụ mà Tây Thiên Trúc này, bây giờ bà con dám qua bên Tây Thiên Trúc không hả? Dám không? Corona bệnh chết nửa triệu bệnh, dám qua bệnh không? Đó, qua bệnh là để học cái gì? Học lời dạy của Đức Phật thì được. Nhưng bây giờ bên đó là lời dạy của Đức Phật không có thịnh hành nữa. Đạo Sích không bệnh, Ấn giáo không bệnh. Đấy, bây giờ chúng ta qua Thiên Trúc là chỉ có mà lãnh cái gọi là corona về thôi, chứ không có được cái gì nữa. À,
Vậy mà mình có bị lừa Tây Thiên Trúc ở đâu đó, rồi an lạc, cực lạc cái gì, rồi mình mang cái thân này đi đến đó, rồi mình biến nhát à, mình không tu, mình có giải thoát được không? Ai làm cho mình an lạc? Vậy mà cũng đi học, cái nghiệp và quả của nghiệp mới ghê chứ hà. Học nghiệp và quả của nghiệp mà đợi người khác làm cho mình thì thật sự đúng là hiểu ngược ngạo. Phải hiểu ngược ngạo không? Đạo Phật giảng về lý của nghiệp, học lý của nghiệp mà mong chờ đợi dựa dẫm người khác làm cho mình là sao? Có phải hiểu ngược ngạo không? Trong khi Đức Phật nói ta đi với nghiệp của ta, giàu chỗ tốt xấu tạo ra tự mình. Học cho đã, vào chùa Phật tử là cái bài đó bắt thuộc trước tiên, không nói gì nữa, năm điều quán tưởng, phải không? Thế mà học cho đã 30 năm sau mới nói thôi đợi Đức Phật Di Lặc ra đời, độ sao? Độ sao? Thôi đợi tái sanh qua Thiên Trúc Tây Thiên Cực Lạc để mà gì người ta lo cho mình, sướng lắm, đó sướng lắm, là sao? À, sư nói nghiệp và quả của nghiệp mình đang học đây đó ha. Bây giờ không ráng mà hành thiền, đồ giới, hành thiền không nổi, đồ giới cũng không lo, lũng tới lũng lui tùm lum đó ha. Tắt thở một cái mà đi Thiên Trúc tìm corona không có nữa đó, chứ đừng có nói như đi qua Thiên Trúc mà là cực lạc. Vì sao? Tắt thở mà qua được Thiên Trúc á, thì cũng là lo người. Tìm corona đúng không? Cũng là lo người. Sợ tắc thở không được tiêu chuẩn mà đi qua Thiên Trúc tìm corona nữa, đừng nói gì mà để đến cực lạc. Ở đâu ra đấy? Vì vậy các bậc trưởng lão rất là gì, là trí tuệ, là banh đi ta. Lời của Đức Phật dạy các ngài nhắc ra, soạn ra. Hễ Phật tử mới vào chùa này, đây là Phật ngôn con à, học đi nhóc. Học cái gì? Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quan tượng phải thường xét ra. Ta đây sao? Ta đây phải có sự già. Thế nào tránh thoát lúc qua canh tạng? Một, hai là gì? Ta đây bệnh hoạn phải mang. Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ba là sao? Ta đây sự chết sẵn dành. Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Bốn sao? Ta đây phải chịu phân ly. Nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Năm, ta đi ai? Ta đi đâu? Ta đi với nghiệp của ta. Rồi học ta đã thuộc đâu hầu lúc mà mẹ dẫn vào chùa á, thuộc rồi. 30 năm sau á, còn cầu để mình sanh về Tây Phương Cực Lạc thế mới ghê. Ai làm cho mình? Mình làm. Rồi vào chùa được các đại đức giảng dạy ân đức tam bảo chưa? Nếu chưa ráng vào học hỏi ân đức tam bảo có bao nhiêu. Cho 24. Vậy trong cái ân đức gọi là pháp bảo đó có cái gì? Nếu học biết không, học trong đó có nói đến gì? Pháp là do tự mình làm, tự mình chứng, tự mình giác hiểu. Người khác không có làm giùm được. Nên như vậy, cái bài mà gọi năm điều quán tưởng, nó có khớp năm điều quán tưởng không? Khớp, người ta đi với nghiệp của ta. Pháp là tự mình làm, người khác làm không được, người khác làm giùm mình không được. Mình phải đi với nghiệp của mình mà. Đây, không phải thì mong chờ ai? Đức Phật nói đây là gốc cây, đây là ngôi nhà đóng, hả? Đây là đống rơm, đây là ngoài trời. Các ngươi nên ngồi thiền chớ để hối hận về sau. Sống ở dưới nách Đức Phật, ở dưới chân Đức Phật. Đức Phật giảng trong một bài pháp rồi, cuối bài pháp ngài nói này các tỳ khưu, những điều gì một bậc đạo sư phải làm, có nghĩa là một thầy phải, một bậc thầy như ta phải làm, ta đã làm. Làm sao? Như Lai đã tu thành chánh quả rồi, bây giờ là một bậc giải thoát,
là cái đó là cái công năng, cái phận sự riêng của Như Lai, được chưa? Bây giờ Như Lai ra làm thầy trời người, Như Lai xưng mình là gì? Bậc đạo sư. Những gì phận sự của một bậc đạo sư phải làm, Như Lai đã làm. Làm sao? Ta đi giảng dạy từng tự cho các vị, ta sống đời phạm hạnh, làm mẫu làm mực cho các vị sống theo. Lời giảng dạy ta giảng ra là phương thức để thực hành, ta nói rồi, thấy không? Cuối bài pháp. Cho nên ngài mới nói vậy. Bây giờ đây là những gốc cây ngôi nhà trống, đóng rơm ngoài trời, các ngươi hãy hành thiền đi. Đấy, trong phận sự của một vị thầy ta đã làm đủ đúng phận sự, còn lại là các ngươi. À, bây giờ là sao? Bây giờ là các ngươi là cần cái gì đó, xin ta lại xin cái gì nữa? Xin sao? Mong ngài, xin ngài hộ độ cho con, hộ độ sao? Nè nè nè, Như Lai nhắc lại nha, 9 giờ Như Lai ôm bác ra ngoài làng nó xin á. Vật dụng là Như Lai không có mà cho đâu nha. Nó dạ con không có xin ngài độ con cái đó, mà xin ngài độ cho con cái khác, hộ độ gì? Làm sao cho con đừng có bệnh tật? Ủa, ta dạy hết lời rồi, ta đi với nghiệp của ta. Ở quá khứ à, ngươi không sát sanh nhưng ngươi hành hạ chúng sanh, ngươi không sanh ác đạo, đi nữa bây giờ sanh là làm người, bệnh tật khỏi rồi, xin sao? Dạ rồi. Nó là ngày con bây giờ không xin ngài đổ cho cái gọi là cái khỏe mạnh nữa, bây giờ xin ngài đổ cho con cái trí tuệ. Ủa, ta dạy rồi, tam tạng nó học đây con, biến nhát làm sao có trí, lại xin ta đó, ta dạy hết rồi, được không? Ta độ là như vậy đó, đó Như Lai độ là vậy đó, chỉ đường hết rồi, mình làm đấy. Nghĩa là ngài chỉ ra phương thức thôi, chỗ đó là hầm hố phải tránh, cái kia là cái phương thức, cái con đường tốt đẹp phải đi, phải làm. Rồi như vậy đó là đi theo nghiệp của mỗi chúng sanh, chứ đừng có nói đợi mà Đức Phật nào ra đời hết trơn. Bây giờ Đức Phật hiện tiền đang sống ở đây, đang dạy dỗ chúng ta, tại sao chúng ta không học không làm? Mà nếu bây giờ không học không làm thì gặp Đức Phật sau cũng thế thôi, không có gì lạ. Rồi ôm cái gì, cái biến nhát này nè, đi đâu, đi tới xứ nào mà ai làm giùm cho mình, ai làm giùm? Tốt lắm là gặp người chỉ cho mình thôi đó, mà tốt nhất chính là Đức Phật ấy, chỉ không cần có cái gọi là một phí tổn nào hết này, chỉ miệt mài như vậy 45 năm đấy, cặn kẽ không giấu cái gì hết trơn hết rồi. Còn nói tuyên bố lên này, cái thầy khư giáo pháp của Như Lai là vậy, là nói với cái gì, với cái bàn tay mở ra đấy, trình bày hiển lộ, không có giấu giếm. Sư có nói cái vấn đề giấu giếm và hiển lộ rồi, Đức Phật nói rồi, sư có kể. À, tại như vậy Đức Phật tuyên bố là không có cái gì bí mật hết, cho nên ở trong Phật giáo nó không có gọi là mật. Giáo pháp của ngài là ngài nói hết, ngài không có giấu lại, không có để riêng. Nếu ai đủ duyên lành, ngài sẽ nói cái điều đó cho mà nhận. Nếu người trí sâu, ngài nói sâu; người trí cạn, ngài nói cạn. Còn người ly trí thì đi bố thí giữ giới đi con, có lòng tin là được rồi, cũng có ăn rồi, đỡ khổ. Đó, vậy thôi chứ thầy cỡ đó thôi chứ thầy sao nữa. Bây giờ chúng ta phải làm, học biết rồi phải làm, không ai làm giùm mình được đâu. Đừng có mang cái biến nhát này đi qua trời Tây, Tây phương ha, Tây phương, Tây Thiên Trúc. Bây giờ Tây Thiên Trúc đang cái như là corona còn hơn bên mình. Đó, qua bển đi.
Mà nếu mà tái sanh là làm người, mà tái sanh qua bên đó để mà gặp Corona đó cũng là một điều khó nữa. Vì nếu như chúng ta không được giới bảo đảm thì chúng ta chưa chắc được tái sanh làm người mà sanh qua bên đó đâu nha. Tưởng cử sinh không à, vào chùa cũng nãy chuối ha, mong trúng số trúng đề mới ghê chứ. Thế mà cái ha là rồi gì nữa, thánh thần mà mình dụng lợi dụng được thì mình cứ lợi dụng làm cho mình đó, để từ dân đó làm sao khá được. Dân đó thì qua bên trên cái nhà ba bên gì đó, qua bên Ấn Độ rồi đi theo những cái vị mà tà mạng ngoại đạo đó. Đức Phật nói tà mạng ngoại đạo đó đó. Rồi cái tích thì chúng ta thấy rồi đó, người ta là vua chúa mà người ta nghe tam bảo xuất hiện ở trên đời thì người ta sẽ bỏ đi ngay. Ở đây có một cái gọi là có một cái đoạn Phật ngôn nhắc lại cái nữa rồi chúng ta sẽ học cái phần mà trưởng lão. Ở đây chư tăng nghe đại đức Mahakappina nó là thật sự là an lạc, thật sự là an lạc. Thì các cái vị mà gọi là chưa đạt đến tứ đạo tứ quả đó thì không có hiểu được cái bậc coi như là đạt được tứ đạo tứ quả, biết không biết được, thì nghĩ rằng vị này đó tâm còn phàm, nghĩ về dục thì nó là an lạc như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì biết cái lúc để mà gì, để mà đứng chính cho nên ngài mới nói này các tỳ khưu, con trai ta không phải vì ngũ trần dục lạc mà tự và kể như là nói lên cái câu mà sự sung sướng của vương giả không phải, chính là pháp hỷ đã phát sanh lên đối với vị ấy. Vị ấy đã gì, vị ấy đã đạt được, đã chạm đến hay là nếm dùng cái từ nếm vị gì, bất tử là niết bàn đó, có nghĩa là trạng thái niết bàn vị ấy đã đạt được đây, thì mới nói lên câu đó chứ không phải liên quan đến dục lạc. Cho nên chú giải mới nói là đây là sự an lạc mà không liên hệ liên quan đến vật chất, đến thế gian. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy chú giải có dạy gì, có dạy nó nè. Người tu hành nhờ đề một niệm mà chứng được về niết bàn là chín pháp siêu thế, là bốn tâm đạo, bốn tâm quả. Thứ chín chính là trạng thái tịch lặng niết bàn. Cho nên chúng ta mới thấy ở đây chú giải để cái từ Lokuttara. Lokuttara là siêu thế. Na quá là số 9, Đâm má là pháp. Tại như vậy chúng ta thấy ân đức tăng có 9 là bốn đạo, bốn quả và niết bàn là vậy đó, là 9 ân đức tăng. Rồi chúng ta rút lại là như vậy. Ở đây cái từ gọi là gì? Ở đây chúng ta rà lại chú giải nè. Cái từ Ariya đó, ba quê đi tề, thì các bậc thánh nhân như Đức Phật hoặc các bậc đệ tử là thành thánh nhân rồi đó, người ta thuyết giảng làm rành rẽ lại cái gì? Cái nhân sanh giác ngộ. Nghĩa là người ta về, người ta hướng dẫn chúng ta thực hành những cái thiện pháp, những cái chi phần để giác ngộ. Như vậy sự giác ngộ là khác, niết bàn là khác nhé. Giác ngộ là tâm đạo tâm quả phải không? Nó là cũng là thuộc ngoại uẩn, nó không trong uẩn được. Nhưng nó không phải niết bàn. Nó là ngoại uẩn nhưng nó không phải niết bàn, cái này sâu nhá. Bà con nhớ. Nếu mà trong uẩn thì pháp đó thuộc về pháp thế gian, lô cá liên quan luân hồi tam giới,
Còn Niết Bàn là ngoại uẩn, là pháp ly thế gian. Còn cái đạo tâm quả này nó không phải ở trong thế gian, nó ngoài thế gian, nhưng nó còn phải pháp Niết Bàn. Những cái tâm đạo tâm quả này nó có phận sự để nó cắt những cái pháp thế gian phiền não á. Đấy, thì các cái bậc mà trí này nè, họ giảng giải rành rẽ về những cái nhân để sanh đó, nhân sanh bồ đề đó, đó nhân sanh giác ngộ. Như vậy ba chánh đạo là nhân, nhân sanh giác ngộ, phương thức thực hành để sanh lên tam đạo tam quả. Tam đạo tam quả là giác ngộ. Phương thức thực hành bát chánh đạo là nhân sanh giác ngộ. Còn Niết Bàn không có nhân sanh nha, tách ra đó. Ở đây đọc thay phái quá, thay thích quá, thuyết giảng rành rẽ về các nhân sanh quả bồ đề. Mình tưởng đâu nhân sanh quả Niết Bàn, không phải. Bồ đề này là tâm đạo tâm quả, sự giác ngộ chứ không phải Niết Bàn. Đây là thâm sâu và siêu nhắc sơ đó, để bà con nắm nhớ đó. Dẫn chơi rồi mốc tà kiến rồi nói ở Niết Bàn có nhân sanh. Rồi hiểu mà. Bà chết bà nhán rồi nó Pháp Minh nói mà chết. Ta bà rớt bà chết, con này bà chết bà nhán chết luôn á. Đấy. Thành ra chưa có nhắc kỹ rồi đó. Rồi. Để coi giờ giấc được à, thôi giờ chúng ta học cái phần trưởng lão cũng được rồi. Còn cái tích thì ha, tích thì mình học rồi. Đó, có tập thì có à, có năng lực thôi, có gì lạ nó không tập không có. Đừng có nói đợi Đức Phật nào ra đời đó. Bây giờ có ngay phải rồi tập ngay đi, học ngay. Rồi bây giờ phần trưởng lão nhận định là thế này. Ai bằng đại đức cấp kiếp tăng na, à kiếp tăng na. Kiếp tăng na là cam thôi. Cấp bí ná đó. Ngàn dặm xuyên sơn kiếm Phật Đà. Từ ngôi nguyện sống đời tu sĩ. Từ ngôi là bỏ ngai vàng á, nguyện sống đời tu sĩ. Bỏ vợ hầu nương hành xuất gia. Bỏ vợ hầu nương hành xuất gia. Giữa chốn thanh bần vui biết mấy, nghe tên chánh pháp sướng thay là. Của tiền danh vọng cần chi nữa, một quả vô sanh quả đủ mà. Đấy, trưởng lão chúng ta đã nhận định rất là hay ho. Rồi thì đó, hôm nay chúng ta có được một cái tích, một cái bài kệ nữa chúng ta học. Rất là hay, rất là lợi lạc cho chúng ta, rất là lợi lạc cho chúng ta. Dầu trong dầu so lửa bỏng á, già chết nó đe dọa chưa đủ, Covid nó còn hả cái đe dọa sát chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn gì? Vẫn còn tỉnh táo, vẫn có thời gian để chúng ta học được Phật ngôn, thật sự là hạnh phúc hả? Chúng ta cũng có thể là nói lên chứ hả? Thật hạnh phúc thay đó. Trong cái hoàn cảnh này mà chúng ta được học pháp, được thực hành, thật là hạnh phúc thay ha. Ta thì hôm nay chúng ta học tới đây cũng phải phép rồi. Thì trước khi nghỉ thì có bà con nào cần nêu lên cái một vài đề gì đó thì cứ nêu lên chúng ta bàn. Còn nếu không có thì chúng ta hồi hướng, chúng ta nghỉ, đó là tùy bà con. Đấy. Có bà con nào cần nêu cái gì bàn hay không? Hôm nay corona cho điện gì đó, sóng nó mạnh thế. À, cái hành thì không sai rồi, nhưng mà bây giờ mình hành được cái gì á, đó mới là vấn đề mình bàn thôi. Chứ nói là khuyên người bạn để mà bất kỳ trong hoàn cảnh nào con điều hành tư tâm xứ thì đó không sai. Không sai.
Nhưng bây giờ hành sao đây? Cái người mà đang đau nhất, đang đau nhất như vậy, nó chi phối cái thân lớn như vậy, khó lắm. Chỉ có những cái người mà điêu luyện ở trong hành thiền rồi á, người ta đến giai đoạn này nè, người ta mới giữ cái tâm thăng bằng để người ta bám vào đề mục được, nghĩa là giàu cho là thiền chỉ hay thiền quán người ta vẫn bám được. Còn cái người mà bình thường sống đời sống cơm áo gạo tiền, không có từng tu tập, hoặc tu tập mà nó chưa nhuần nhuyễn, chưa thuần thục, chưa điêu luyện, bây giờ bắt đề mục cũng khó lắm. Bây giờ chỉ có nước cái gì cái nhất cái đau đó nó là trội nhất, nó chi phối tâm đúng không, trội nhất trong lúc này. Vậy lúc này vị ấy có thể gì nhận thức như thế này, đây là thọ, sắc thọ tưởng hành thức phải không, đây thuộc thọ, thọ thuộc tiệp về thọ uẩn, nhưng mà nó thuộc về thọ khổ, khổ mạnh. Nhưng thọ này Đức Thế Tôn nói là vô thường. Thọ này Thế Tôn nói là vô thường, nó sẽ biến đổi luôn luôn. Trong lúc nó đang nhất rồi nó cũng giảm, rồi nó nhân nó giảm gì đó. Rồi đến một giai đoạn nào đó rồi sắc này nó chấm dứt đó, nó chết á. Rồi nó tái sanh, thì tái sanh mà không biết. Nhưng mà hiện bây giờ thọ nó đang hoàn hành như vậy đó, thọ khổ, thì người đó có thể là nhận thức cho rõ đây là thọ là vô thường, giàu đang là thọ khổ. Rồi nếu như mà còn cái gọi là gì, cái sự bình tĩnh đủ thăng bằng, thì cái đề mục nào mình đang đeo đuổi đó có bám vào đó được không? Vì sao vậy? Vì ở đây trả lời như thế này, nó có liên quan đến Phật ngôn. Chứ mới nói như vậy, Đức Phật nói sao? Này các tỳ khưu, có năm phi thời tinh tấn. Một là gì? Già là phi thời tinh tấn thứ nhất, bệnh là phi thời tinh tấn thứ hai. Ủa cái này phải bệnh không? Già đã phi thời tinh tấn rồi mà bây giờ nó còn bệnh? Chưa đâu, đâu phải bệnh cảm mà là ung thư nhất mới ghê chứ hả? À, thứ nhất là Phật ngôn, già đã là phi thời tinh tấn, còn giờ đang bệnh mà bệnh đặc biệt thì tinh tấn cái gì? Cho nên chưa mới nói dông dài nãy giờ, người ta điêu luyện trong thiền, điêu luyện trong thiền Vipassana thì họ có nhất hơn nữa, người ta vẫn giữ được tâm của mình thăng bằng để người ta tạo quán, người ta đắc đạo quả. Hoặc người ta đang hành thiền chỉ mà người ta điêu luyện trong thiền, có nhất hơn nữa, người ta vẫn đủ sức để trú vào đề mục chứng thiền để người ta tạm lánh xa cái thọ khổ đó. Còn bây giờ mình không có cái năng lực gì trên trời, anh mà Đức Phật đã nói bệnh là phi thời tinh tấn làm sao? Cho nên chúng mới nói dông dài nãy giờ là như vậy đó. Vậy người đang bệnh ấy cái trình độ thực hành thiền thế nào chưa biết. Chứ còn nếu mà mọi trường hợp lúc nào cũng đề mục thiền là chính thì cái đó đúng rồi, nó không sai, nguyên tắc là nó như vậy. Cái đó là tối thượng nhất của một hành giả, là đề mục thiền. Đấy. Mà đặc biệt là trong những lúc nguy nan thế này, nhưng làm có được không là vấn đề, đang bàn cái làm có được không á. Chứ còn Phật ngôn đã nói rồi đó. Đại sản này nhắc luôn, Đức Phật nói năm phải không, nãy nó nói hai à, cái thứ ba là gì? Đói nè, bệnh dịch đói nè, bệnh tật nè, dịch đói nè, thất mùa nè, đói phi thời tinh tấn á. Thứ tư là gì? Chiến tranh Myanmar bây giờ cả hai cái bất lợi trong năm cái Đức Phật nói luôn, phải không? Rồi cái thứ năm là gì? Chư tăng chia rẽ cãi nhau,
Ok, cái thứ năm trừ ra đi, cái thứ bốn trừ ra luôn đi, cái thứ ba trừ luôn, giờ cậu mình là đang bệnh. Rồi, rồi thôi thì tùy theo khả năng người bệnh ấy, nếu làm được thì phải làm, bằng không thì phải ý thức cho rõ đây là thuộc về thọ uẩn trong ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là vô thường. Mà ngũ uẩn là vô thường thì đến lúc nó bệnh nè, nó nhức đó, rồi nó chết. Đấy, thì phải ráng ý thức cho rõ. Rồi gì nữa, có để bám được đề mục thì cứ ráng bám, còn bám không được cứ nhớ lại ăn đức và phát nguyện hướng tâm, phát nguyện đi đó cho mạnh. Phát nguyện gì? Nguyện cái phước báo nào ở trong quá khứ mình làm biết gom hết lại, bây giờ nguyện đi theo Đức Phật thôi, để học để làm cái nhân đó, để làm cái nhân cho mình, có cái hướng nguyện đi theo Đức Phật để học. Mà nguyện này mình còn ái nó tái sanh rồi cũng là được cái trong mai tìm nhau. Thế thì nhấn ma trong đó, trong đó sao? Hãy nghe đến Phật ngôn, nghe đến gì mà Tam Bảo là tiếp tục đi theo học. Nhờ cái lời nguyện đó, bây giờ phát tâm lên đó. Còn cách nào đâu? Cho nên thể mà cái xe mà gì đó, cái xe mà nó lọt xuống, nó rơi xuống cái vũng lầy rồi đó, xe sở sao? Mình đi vào cái thất thế mới già thôi, đã thất thế là khi thời tinh tấn rồi, bệnh thất thế hơn nữa, chưa đâu chết sanh ác đạo rồi sao? Thất thế hơn nữa. Học rồi, lý này phải thông, thấy không? Vậy bây giờ những người chưa bệnh mà không lo trước, phong vật là phong vật, đến họ lọt vào thế rồi, lọt vào vũng lầy rồi, xoay sở sao? Cho nên nó nói tới đây thì nó mới kể đến gì, mới kể đến cái chuyện của đời ở đây. Ông mà ông Tào Tháo, mọi lúc mà ông dẫn quân đi ông đánh người ta đó, quân ổng nghe nói quân Tào Tháo ai cũng sợ phải không? Không, thời của ổng mà ổng tập hợp cả ngàn cả triệu người với quân tay ổng, ó ghê. Nhưng mà khi mà ông thua trận ông chạy á, ông bị đốt râu á, ông bị châu vua đốt râu cho cháy chạy á, làm sao nắm cơm khô còn không có ăn nữa, lúc đó mơ màng mỹ tử quỳnh hoa gì đó, có không? Thất thế đó à. Như vậy đừng để chúng ta lọt vào cái thất thế rồi chúng ta mới tính thất thế rồi không có tính được cái gì hết, chịu thôi. Vậy lúc ta còn thuận lợi phải lo trước đi. Đức Phật dạy sao? Mọi nguy chưa đến vẫn lo ngay, cân nhắc thiệt hơn kẻo muộn thay. Người trí lúc nào trong hiện tại, cũng nhìn tình trạng của tương lai. Phải vậy không? Ở đời người ta cũng người trí ghê lắm chứ, lấy sức khỏe ra phục vụ ai? Làm kiếm tiền kiếm của nuôi con. Để chi? Để mong rằng về già đó, khi mình xuống sức rồi đó, thì con nó thành tài để nó lo lại cho mình ha. Đấy, người trí lúc nào trong hiện tại cũng nhìn tình trạng của tương lai, nhưng mà gặp thằng con mắc dạy mình thì dốc hết cái tuổi trẻ, cái sức lực, cái tài năng á để nuôi nó, bây giờ mình yếu rồi ha, chờ trông cậy vào cái sức khỏe, cái tài năng của nó lo lại cho mình. Thế mà nó không lo, có phải vô thế không? Đừng để chúng ta lọt vào tình trạng này. Thôi giờ liên quan đến câu hỏi này, cái chuyện câu hỏi mà vị đó đang hỏi thì trả lời tạm là bây giờ vị ấy bám được vào đề mục nào thì cứ ráng bám, mà phát nguyện mình sẽ đi theo Đức Phật, chết sống vẫn biết ta nguyện sẽ đi theo Đức Phật đi học pháp. Tại vì cái ái dục lớn lao này thì tái sanh thôi, được mấy trong cái gặp nhau nữa rồi, nhưng mà nghe hơi Đức Phật là mình chạy theo rồi. Cái phần đó riêng bây giờ chưa nói thêm đó, đừng để mình lọt vào cái như là vô thế.
Lọt vào vô thế thì làm sao? Lúc này mình già mình có rầy dạy con mình nổi nữa không? Lúc đó nó là nó giật gậy mình rồi mình cũng té luôn đó. Nó bỏ đói mình cũng đói luôn. Lúc đó còn sức đi bán vé số để tự sống không? Thôi thì còn sức ha, còn sức mà chống gậy đi bán vé số mà tự sống thì thôi cũng được đi. Nhưng mà bị bệnh tức này nè, tức này nè, tức ngực. Sao tức? Sức khỏe của ta, tài năng của ta dồn hết cho nó rồi. Bây giờ nó chả nghĩ là đến ta, nó tức ngực. Chết buồn, chết khổ ha, đó, chết đau, chết đớn rồi còn đỡ. À, chết đói chết khát cũng còn đỡ, mà chết buồn chết khổ cộng đó nữa chứ. Đức Phật nói mình khổ cả hai là vậy đó. Rồi ta thì rút lại để xong cái câu hỏi này là bây giờ mình làm gì được cứ ráng làm, đừng để lọt vào cái tình trạng kể như là bất lợi rồi thì lúc đó mới tính mới nghĩ thì thôi không có được cái gì đâu, chịu thôi. Rồi ai bàn tiếp gì nữa bạn? Hiện dịch bệnh đang bùng phát, con có nguyện kính xin chúng con là Đức Tăng Ni chúng ta ở cả nước cùng hợp lực truyền chú đại bi vô lượng thọ nguyện tuyên truyền nhất tâm nguyện vọng của con như vậy chú chúng ta không nên tu pháp gì để giải trừ dịch bệnh. Dạ trì chú đại bi ạ. Đó giờ thế này, bây giờ hả cái đại bi là sư không có thấy ở trong kinh Nguyên Thủy học đâu nha. Ở trong kinh Nguyên Thủy có cái gọi là tụng kinh hộ trì, kinh an lành. Tại sao nói kinh đó là kinh hộ trì kinh an lành? Những cái bài kinh mà Đức Phật dạy đó nó có cái nội dung chỉ chúng ta sống có giới, có thiền định, có thiền tuệ đó, để dẫn đến cái đời sống chúng ta an lành. Thì người ta nói tắt lại kinh đó là kinh an lành, hay là cái chính cái gọi là gì, cách sống của ta nó dẫn đến an lành an lạc đó, nhờ cái bài kinh đó, đó thì người ta mới gọi cái bài kinh đó là hộ trì, mình để chỉ dẫn hướng cho chúng ta sống để dẫn đến chúng ta an lạc, gọi là kinh hộ trì, là kinh an lành, hay là kinh cầu an đó. Ta cầu, ta mong được an lạc thì cái nội dung của bài kinh ấy khi ta nghe ta sống theo, chính cái nếp sống đó nó mới khiến ta an lạc, cầu an được thành tựu. Vậy ở trong kinh Nguyên Thủy, sư đang bàn Nguyên Thủy nha, ngoài Nguyên Thủy không bàn, là Đức Phật có cho phép tụng kinh không để mà hậu trì không? Có. Bằng chứng là khi Đức Phật đến thành quê Sa Ly, ở đó là bị bệnh tật, phi nhân đói kém, thì Đức Phật dạy cho Đức A Nan tụng kinh cùng các đại đức khác đồng kinh, mà đi tụng kinh ba vòng mà thành quê Sa Ly như vậy á. Nó nói tóm là đi một đêm đi, thì sau đó có trận mưa lớn xuống đấy, thì nắng hạn gì đó, bệnh tật gì đó cũng bị đẩy đi, là phi nhân gì đó nó cũng đỡ phá phách nữa, bị sao. Bây giờ phân tích điều thứ nhất, Đức Phật và chư thánh tăng ở đó đây, thì bây giờ chúng ta thấy tại sao phi nhân bỏ đi không quậy phá nữa, Đức Phật và chư tăng ở đó, là từ chư tăng ở đó thì sao, thì trời mưa xuống đó để làm cho giảm bệnh xuống. Nhưng mà bây giờ thế này, sâu xa ở trong cái gọi là tụng kinh ấy, nó có ba cái điều kiện
mới thành tựu được sự tụng kinh ấy có hiệu quả. Một là người ta có cái lòng tin. Hai là cái nghiệp của những cái gọi là gì, những cái chúng sanh đó đó, nó không quá lớn để nó chặn lại. Ba là cái người nghe đó không có cái phiền não quá lớn để chặn lại, thấy không? Ba cái yếu tố này phải đầy đủ để mới thành tựu cái gọi là tụng kinh đó. Bây giờ các sư tụng kinh mà cái nghiệp của quý vị lớn, cái nghiệp của các sư cũng lớn quá, nghiệp bất thiện á lớn, nó cản lại là làm sao hết? Hoặc là các sư tụng kinh mà cái phiền não của quý vị lớn quá sao hết? Rồi các sư tụng kinh mà quý vị đặt cái niềm tin vào trong này cũng 50-50 đi. Ba yếu tố quan trọng này nó không đủ cái nào luôn, nó không có đủ cái nào luôn rồi sao? Làm sao? Bây giờ buộc lòng sẽ phải nhắc lại rõ ràng cho bà con thấy nè. Khi Đức Phật còn tại thế, không phải chỉ một lần xảy ra đối khác bệnh tật ở thành Vesali, mà là ở thành Nalanda đã từng bị. Thành Nalanda là nằm trong cái gọi là gì? Nằm trong cái xứ Ma Kiệt Đà, cường quốc trong những cái nước lớn ở Ấn Độ thời đó, giàu có. Xứ Nalanda này bị đói kém, lúc đó Đức Phật ngự ngay chỗ đó kém nó luôn, ngay cái thị trấn Nalanda nó luôn, Nalanda luôn. Một ông thôn trưởng lại mới nói với Đức Phật rằng: kính bạch ngài, xứ Nalanda này đang chết đói, xương sóc của cỡ như là dân nó chết nó trắng như vậy đó, giống như bây giờ corona mà chết rồi, nhóc hết trơn rồi đó, rồi chôn đốt gì cũng không kịp đó. Thì xin ngài cùng chư tăng á đi nơi khác, giống như ngài cùng chư tăng ở đây là thêm một gánh nặng cho họ. Họ đang chết đói rồi mà ngài cùng chư tăng ở đây nữa thì có phải thêm gánh nặng cho họ? Đức Phật mới nói với vị thông trưởng nó này: thông trưởng, cái bài kinh này sư thường đem ra nói lắm là thế này. Này thông trưởng, có 8 nguyên nhân làm tàn lụi tiêu hoại một lương gia. Nguyên nhân thứ nhất, thôi không nói, giờ không nói nữa, nói cái chánh rồi. Đức Phật nói 8 nguyên nhân rồi, cho nên ông thông trưởng mới im. Có nghĩa là không phải họ cái như là họ đi bố thí mà họ làm sập nhà họ, không phải. Bởi vì cái sự bố mà Như Lai nói, dầu ta có nhớ đến 91 kiếp về trước, ta cũng chưa thấy cái như là ai cúng dường một bữa cơm cho ta mà bị thiệt thòi. Có nghĩa là lời ra chứ không hại. Rồi ông thông trưởng ông im. Nhưng bây giờ quay lại cái vấn đề tụng kinh, tại sao Đức Phật không tụng kinh ở thành Nalanda lúc đó? Bà con có biết không, sư học trong kinh đó, đây là những cái bằng chứng để cho cái gọi là ba cái điều kiện khi tụng kinh nó hội đủ đó, thì nó mới thành tựu á. Cái lý này nó được bảo vệ. Một bằng chứng để bảo vệ ba điều kiện này nó phải đầy đủ mới thành tựu là Đức Phật sống ngay thị trấn Nalanda ấy, thời đó là người ta đang chết đói. Còn để làm cái bài kinh rất rõ ràng, ông thông trưởng lại nói với Đức Phật: vậy ngài và chúng ta còn ở đây nữa hay sao?
là thêm gánh nặng cho họ nữa. Sau lúc đó Đức Phật không tụng kinh mà đi tới thành Vaisali tụng kinh. Chuyện của thành Vaisali thì tụng, chuyện Na Lan Đà thì không, là sao? Ở Đức Phật có phân biệt kỹ ta, không thương đều sao? Phải. Vì ba cái điều kiện để thành tựu mới thấy rằng Đức Phật thấy cái dân chúng thành Vaisali nó hợp đủ cái điều kiện để thành tựu. Còn dân chúng thành thành Na Lan Đà thì không, cho nên Đức Phật không tụng kinh, không kêu các đại đức tụng kinh. Bây giờ chúng ta làm sao? Quay lại chuyện chúng ta làm sao? Chứ biết là hả, mà khi mà dịch này nó bùng phát lên á, ở trong trường thiền, các cái trường thiền ở bên Miến Điện, trong đó có thiền thiền móc á, chưa tăng tụng kinh rất nhiều. Mà không kể như là không bệnh tật, chưa bệnh tật khởi lên, trường thiền báo nó chiều nào phía nào cũng tụng. Tụng hết bài này tới bài khác. Nhưng tất nhiên rồi, cái đã nói rồi, cái nghiệp chúng sanh mà hại là nặng này sao cứu. Giờ phiền não nặng này sao nghe. Trong rừng ba ốc ấy đó, chiều nào chư tăng cũng tụng kinh á, phía nào chư tăng cũng tụng kinh rồi đi ngồi thiền. Chư tăng rất là thanh tịnh, mà một khối người đó 400-500 vị luôn luôn thường trực ở trong cánh rừng đó. Nhưng ở trong cánh rừng đó những cái con chim, con rắn, con rính, con này con nọ, nó cũng sống cái đời sống của nó, chứ nó đâu có thiện lương hơn đâu. Vì nghiệp nó quá nặng, vì phiền não nó quá dày, tụng kinh nó không đem lợi ích cho nó nổi. Đó. Bây giờ chúng ta làm sao? Thì đó thôi, thì bà con có ý tốt thì tốt rồi, nhưng mà làm được không là cái chuyện đó mà không biết. Rồi tiếp. Kinh Đại Bi sư không biết nha, xin một kinh một cái như là chú Đại Bi sư không biết, sư không có thấy Đức Phật dạy trong nguyên thủy sư không biết. Bên đây có mà dạy tụng kinh bên Đế Tá đàng hoàng đó. Rồi bây giờ trước khi nghỉ, chúng ta hồi hướng phước này đến những vị đạo đang nghe biết, cầu mong quý ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước này để hỗ trợ cho pháp hành, để sớm chấm dứt phiền não trong ngày vị lai không xa. Rồi hồi hướng đi bà con, hồi hướng đi nghỉ. Bà quan tu sa bà mang ngalang ra căn tu sa bà đại quan ta sa mô đà nô pha quay na sa đa cho thầy pháp quan tu tề bà quan tu sa bà mang ngalang ra căn tu sa bà đại quan ta sa mô tham ma nô pha quay na sa đa cho thầy pháp quan tu tề bà quan tu sa bà mang ngalang ra căn tu sa bà đại quan ta sa mô sang khai nô pha quay na sa đa cho thầy pháp quan tu tề. Đó là giờ sao? Cái là cầu mong chư thiên hậu trì đến người. Bây giờ chư thiên nhìn xuống thấy nghiệp mình nặng quá, hậu sao? Đấy, đó. À, đi qua ta đó là cầu mong chư thiên hộ trì đến người đó. Đó. Nhưng mà giờ nghiệp người nặng quá, hộ sao? Để thích nó thôi, tôi cũng bó tay chấm cơm luôn rồi. Rồi thôi, chúc bà con là đỡ khổ. Cái gì cái bây giờ nghiệp thiện là phao cứu sinh cho mình. Còn cái chuyện tụng hết không hết, chuyện đó tính sao phụ. Rồi, như vậy đó.